Nhiều anh em bảo là review về con Liên Thú Lôi Đình ấy, nhưng mà Liên Thú Lôi Đình thì chia sẻ với anh em nó có 3 loại nhá. Cái game này nó có 3 loại. Cái loại thứ nhất ấy là con Liên Thú không có điểm cộng đấy, nhưng mà anh em hay gọi là không có thuộc tính. Cái con thứ hai ấy là cái con có thuộc tính, thế nhưng mà nó chỉ bằng một nửa như này thôi. Đấy, còn con này là con siêu cấp này thì nó như thế này này. Điểm cộng 100 kìa. Tất cả tính cộng 33 kìa, thực chất nó là 133 đấy. Nha, thực chất nó là tất cả loại kia là 133 hết. Người cường độ chỉ dưới tân đấy. Đây còn đồ của thanh niên này đây, anh em có thể tham khảo này. Sống mạnh mẽ, quẳng âm thầm được. Đây này, cái thường ấy, cái con niên thú thường mà có điểm cộng thường ấy thì điểm nó bằng cái áo này này. Cái áo bách khoa cầm cầm y này này, à, có 50-50 này thôi này. Còn cái này là gần như là gấp đôi này. Gấp đôi 100, siêu cấp mà. Đấy thì nó có 3 loại đấy. Niên thú Lôi Đình có 3 loại. Nên khi mà anh em mà chuyển nhượng ác ấy, anh em phải để ý nhá. Cuối cùng con niên thú ấy, nhưng mà để ý một chút. Đây này, bạn này đang đi mộ dung này, đang mộ dung độc nha anh em. Còn theo anh em là vì sao bạn ấy lại chuyển mộ dung độc nhỉ? Chúng ta thử bàn luận với nhau là vì sao nhé. Vì sao mà lại chơi mộ dung độc? Đấy. Nhiều người cứ cho rằng là mộ dung là phải huyền, không, mộ dung là phải huyền chứ, nhưng mà sao lại là mộ dung độc nhé. Ngoa này, 96 97 này, thủ này, ý nó không, cái này là siêu cấp minh tôn nhé. Độc công này, ngoại công chính xác, cường lực, nội lực, thể lực, thân pháp, tất cả tính. Cái này giảm tốc 55% nhé, không phải là giảm 45% như cái thần khí thường của mình nữa. Đây thần khí thường của mình là giảm 45% này. Ở đây mình ốp ngọc lên hơi quá, nhưng mà nó giảm 45% này. Còn cái này của bạn ấy là giảm 55%. Well, máu phải cỡ tầm 1 triệu 2 thì 1 triệu 3 gì đấy. Thanh niên này rồi, hết rồi, không không soi được võ hồn nhé, võ hồn bên này không soi được, còn mà không kiểm tra nổi. Yên Tô Châu sang mở hòm mà thành Đồ Sơn tí.